Nếu biết đến kỹ năng phác họa đồ thị thì các em có thể giải câu vận dụng cao hàm số này vô cùng đơn giản. Đề bài của bài toán như sau này. Cho một hàm số x là hàm bậc 4. Đấy, thầy viết tắt một chút nhé, các em hiểu nó là hàm đa thức bậc 4. Đấy, và có bảng biến thiên như hình vẽ. Rồi, nó cũng khá là quen thuộc đúng không nhỉ? Dạng kiểu hàm trung phương. Để bảo là số điểm cực trị. Cực trị của cái hàm số gx này bằng x mũ 4 nhân f mũ 4 x 2 là bao nhiêu? Các đoán thầy đưa ra đây là 5, 7, 9 và 11. Rồi, bài này thầy sẽ dạy bằng phương pháp là phác họa đồ thị. Đấy, và ở một số các video gần đây thầy đã giới thiệu cái kỹ thuật này cho các em rồi nhé. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại giúp thầy ở một số các video gần đây. Rồi, thế chúng ta sẽ tìm cái thằng fx 2 này. Cái này f mũ 4 của x 2, đúng không nhỉ? Nó cũng giống fx thôi, nên nó không có gì khác biệt về số nghiệm cả. Thế thì cho bảng biến thiên fx rồi thì các em răng cho x bằng 0 đi. F bằng 0 cho này âm 5 này. F bằng 0 nó cao hơn âm 5 các em nhé. Đây, nó phải nằm trên này. Đây, chỗ này thì răng ngang ra thì ta được cái này gọi là fx bằng 0 này. Đúng không? F bằng 0. Thì các em thấy nó chỉ có hai nghiệm thôi. Đúng không nhỉ? Chỉ có hai nghiệm thôi. Nằm trên thằng âm 5 nhé, chỉ có hai nghiệm. Đầu tiên thì các em dễ dàng có được f từ bảng biến thiên. Đúng không nhỉ? F bằng 0. Chỗ này tương đương các em chỉ có hai nghiệm thôi. Thầy cứ giả sử một nghiệm là lớn hơn căn 2 và một nghiệm bé hơn trừ căn, trừ căn 2. Đó không nhỉ? Thì các em sẽ coi như là xấp xỉ đi. Đó, ta lấy một nghiệm xấp xỉ là 2 nhé. Đó, và một nghiệm xấp xỉ là âm 2 đi, không ảnh hưởng gì. Ok không nhỉ? Rồi. Thế thì nhờ cái fx bằng 0 cho nên cái f của x 2 bằng 0. Từ đây em suy ra. Đó, f theo biến x 2. Đó không nhỉ? Bằng 0. Thì tương ứng các em sẽ tìm được hai nghiệm. Nó thay x bằng x 2 thôi. X 2 bằng 2. Như vậy là x thì nó sẽ bằng 2 cộng với thằng này. Ok không nhỉ? Nó là xấp xỉ thôi các em nhé. Nó là xấp xỉ thôi. Chỗ này thôi thầy ghi là có hai nghiệm phân biệt. Đó, chỗ này có hai nghiệm rồi nhé. Hai nghiệm phân biệt. Này cho nó dễ. Ok không nhỉ? Cho nó dễ. Rồi, như vậy fx 2 của thầy là có hai nghiệm phân biệt. Ta có gọi là x1 và x 2. Suy ra cái thằng gx của thầy khi đó. Đó, gx của thầy. Đó, các em hiểu là nó sẽ có dạng là x mũ 4 này. Nhân với đó, fx 2 có hai nghiệm là x trừ x 1. Thầy gọi x trừ x 1 nhân với x trừ x 2. Rồi, mà đây là mũ 4. Mũ 4 nhé. Vậy các em cho các nhân tử này là mũ 4 cho thầy. Ok em nhỉ? Rồi, như vậy là 0, 1, x 1 và x 2. 0, x 1 và x 2. Chỗ này chỉ có 3 cực trị đúng không nhỉ? Như vậy gx tiếp xúc với đó. Bây giờ phương trình này các em cho nó bằng 0 đi. Đúng không nhỉ? Cho nó gx bằng 0 thì nó sẽ tiếp xúc với trục tại 3 điểm. Đấy, 1, 2, 3. Nên đây các em phác họa đồ thị nhé. Đó, chỗ này chúng ta sử dụng phác họa đồ thị. Phác họa cái thằng gx cho thầy. Giờ ở đây các em thấy nó chỉ có 3 nghiệm thôi. Đúng không? Chỉ có 3 nghiệm thôi. Đây là x gì này. Rồi, 3 nghiệm của ta là x1, x2 và 0. Thầy cũng không quan tâm lắm đến vị thứ tự của chúng. Thầy chỉ biết là nó có 3 nghiệm như này. Đúng không nhỉ? Chỉ có 3 nghiệm. Không ảnh hưởng lắm nhé. Thầy cứ lấy được một thằng này là 0 đi. Một thằng là x1 đi, x2 đi. Lưu ý chỗ này chúng ta lấy là tượng trưng thôi. Ok không nhỉ? Rồi, và các em phác họa. Thì gx nhân bằng 0 thì các em thấy các nghiệm này đều là nghiệm trắng, tức là tiếp xúc với trục. Rồi, và khi x tiến đến 0 vô cùng thì g của thầy tiến đến 0 vô cùng, nó lao từ trên này xuống này. Đó, nó sẽ lao từ trên này xuống, tiếp xúc tại đây này. Rồi. Tiếp xúc tại đây tiếp. Rồi. Tiếp xúc tại đây tiếp. Rồi, vậy để lao lên như này. Như vậy đây chính là hình dáng của đồ thị hàm số g gx. Ok cho các em nhỉ? Và nhìn từ đây, các em thấy nó có bao nhiêu điểm cực trị? 3 điểm này. Đúng không? Và thêm hai cái đỉnh nữa. Thêm hai cái đỉnh này. Đúng không? 3 cộng 2 thì bằng 5. Như vậy, hàm số gx của thầy có 5 điểm cực trị. Rồi, và 5 tự ra bản A này. Ok, dạng này khá là hay. Và các em hãy lưu lại để tham khảo cho thầy nhé. Và có thể xem lại. Bạn nào chưa biết về cái phác họa đồ thị này, chưa hiểu thực sự là sâu sắc về nó, thì các em có thể xem lại các cái video gần đây. Thầy đã giới thiệu khá là nhiều về cái dạng bài này rồi.